Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nước mắm gừng để chúng ta ăn, ví dụ như là gỏi vịt, chấm thịt vịt hoặc là ăn ốc giác. Thì đó, đây là phần nguyên liệu. Gừng, mình dùng 20g gừng, 3 tép tỏi, 1 chai ớt sừng và 1 chai ớt cay, chanh. Ở đây chanh thì mình dùng nửa quả chanh thôi nha các bạn, ta lấy nửa quả nước cốt chanh. Về phần gia vị thì mình dùng 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường và một nửa muỗng cà phê bột ngọt. Gừng các bạn sau khi mua về thì gọt vỏ và rửa sạch. Ở đây mình cũng xin chia sẻ thêm là các bạn mua gừng sẻ này nè, đó, người ta người thì kêu gừng sẻ, người thì kêu gừng Huế, gừng nếp đó các bạn. Gừng này nè thì nó sẽ ngon hơn là cái gừng bự. Cái gừng, những cái gừng mà chúng ta thấy bự á, nó sẽ không ngon bằng cái gừng này nha. Làm mứt cũng vậy, chúng ta cũng dùng cái gừng này sẽ ngon hơn. Giờ đến phần sơ chế thì gừng này là các bạn là sát lát mỏng. Tỏi các bạn cũng không cần sắc, tỏi các bạn để nguyên nha. Rồi có phần ớt này thì ớt trái mình sẽ lấy, ớt cay mình sẽ lấy nguyên trái, là lấy cả hạt. Còn cái ớt sừng trâu này tùy theo sở thích nha các bạn. Các bạn thích lấy hạt thì lấy, còn không thì các bạn mà bỏ sẻ ra như vậy là các bạn lấy cái hạt ra. Thường thì nếu mà muốn làm mắm gừng để kinh doanh á thì các bạn nên dùng ớt sừng trâu. Nó sẽ cái màu nó đỏ đẹp hơn và nó không có bị cay nhiều, tại vì trong gừng nó đã có độ cay sẵn rồi. Rồi sau khi cắt ra rồi thì mình sẽ cho gừng vào một cái cối để giã. Các bạn giã gừng trước nha. Mình cắt gừng ra như vậy mình giã là nó sẽ mau hơn và nó sẽ không có bị văng nha. Rồi gừng sau khi mà chúng ta đã giã nhuyễn như thế này thì các bạn vắt nước cốt gừng bỏ đi. Rồi gần sau khi các bạn vắt nước cốt bỏ đi rồi, các bạn cho vào là 3 tép tỏi, 1 chai ớt cay và 1 chai ớt sừng. Cho vào nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Và thêm vào đó là 2 muỗng canh đường. Thì đường các bạn dùng muỗng ăn canh này thì 2 muỗng hơi đầy nha. Rồi chúng ta tiếp tục giã. Rồi sau khi chúng ta đã giã nhuyễn rồi thì chúng ta cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm. Rồi các bạn trộn đều lên. Rồi sau khi đã trộn nước mắm gừng của chúng ta đều rồi, chúng ta sẽ cho ra một cái chén nha. Rồi ở đây mình cũng xin chia sẻ thêm đó là còn phần về phần chanh thì nếu các bạn ăn ngay á là các bạn cắt chanh ra và dùng là một nửa cái chanh này thì khoảng là một muỗng này thôi, một muỗng canh mình cho vào mình trộn đều lên mình ăn. Còn các bạn mà làm nhiều để cất dần thì các bạn không có nên cho chanh vào. Các bạn làm nhiều thì các bạn nhân cái
gia vị lên và sứa gừng lên nha các bạn. Thì ở đây thì chanh thì khi ăn các bạn lưu ý là khi ăn mình mới vắt vào nha. Còn khi mà mình để cất trong tủ lạnh để dùng dần á, cất trong hủ để dùng dần á thì mình không vắt chanh. Vậy là cái clip làm mắm gừng đã xong rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.